Bí quyết chăm lan trên sân thượng chắc ai đó sẽ cần. Chào mừng mọi người đến với Có Hẹn cùng Combo 8. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thăm vườn lan trên sân thượng đáng mơ ước giữa lòng thành phố của chú Bình. Chúng ta sẽ cùng nghe chú Bình chia sẻ về bí quyết làm sao có thể chăm được một vườn lan trên sân thượng đáng mơ ước như này. Chú đến với cái trồng lan được bao lâu rồi chú nhỉ? Tới đây là khoảng 20 năm rồi. 20 năm trồng lan rồi. Cái vườn lan này là hiện giờ nó đang có là 9 năm rồi. Cái vườn lan này tại đây. Dạ. Trước kia là nó ngoài kia mình ấy, rồi giờ về đây mình 9 năm rồi. Chăm sóc lan trên sân thượng thì nó cũng sẽ có những khó khăn đúng không chú? Nó cũng khó nhưng mà nếu mình biết thì nó cũng dễ lắm. Dạ. Tại vì cái chuyện mà cái thứ nhất cái cây lan nó đòi hỏi là chỉ cần ẩm, không cần ướt. Dạ. Thoáng gió, đủ nắng là được rồi. Dạ. Mình phải coi cái khu vực đó thì mình để mình làm cái dàn lưới nó cao nó thấp như thế nào thôi. Dạ. Ví dụ như mình coi cái chỗ đó nếu mà nó thoáng quá thì mình sẽ làm cái dàn lan thấp lại một chút. Dạ. Để cho cái độ ẩm nó tăng lên. Còn cái chỗ đó mà nó hơi ẩm thấp thì mình sẽ làm cái dàn lan cao lên chút. Dạ. Để cho nó thoáng hơn, để cho nó lan dễ phát triển. Nó dễ phát triển hơn. Dạ. Đã mình trồng cái cây nào thì mình cũng là mình rất là cưng nó. Dạ. Thậm chí nhiều khi mình cho mình rất là tiếc. Dạ. Tiếc là gì? Mình cảm giác mình thương nó chứ không phải là cái gì hết. Dạ. Mặc dù là nó rất là nhiều đó nhưng mà mình vẫn thích nó vậy đó. Bây giờ là chú phân chia thời gian chăm sóc lan như thế nào vậy chú? Ở đây thì mình sẽ tưới lan là một ngày tưới, 3 ngày mình nghỉ. Mình bổ sung thêm cái dinh dưỡng đồ này nọ cho nó. Mình cái kỷ niệm mình nhớ nhất á, là cái gì? Là khi mình thích lan này lắm. Dạ. Mình thích bông nó nhưng mà có điều một cái là không ai chỉ mình hết lần đầu. Dạ. Tiên. Cho đến tới mãi tới khoảng chừng 4-5 năm nay mình mới tiếp cận được là cái chuyện phân thuốc nó như thế nào. Cách sử dụng nó ra làm sao, rồi tưới nó như thế nào, rồi cái cách mà để duy trì cho cái bộ rễ nó phát triển như thế nào thì mình mới tiếp cận được. Dạ. Thì nó bắt đầu từ cái chỗ đó mình mới thử nghiệm trên cái vườn lan của mình. Dạ. Rồi mình rút ra một cái kinh nghiệm để mình chăm sóc cho cái vườn lan của mình tốt hơn. Dạ. Cái bụi này là người ta cho, mình để gì luôn, nó cứ phát triển, cứ để, kệ nó. Vậy chỉ là... có đằng dendro màu là giờ là mình thấy nó dễ trồng hơn tất cả. Tại vì nói chung là nó khí hậu mà nóng lạnh như thế nào nó vẫn chịu được. Nhưng mà có điều cái là bông của nó có thể ra được nhiều hay ít là do cái thổ dưỡng có cái dưỡng. Rồi hoặc là cái chế độ dinh dưỡng của từng vùng thôi, mình chăm nó thôi. Dạ. Đây nè, cái cây này của bên Mila mình mua 5 cây nè. Đó mình phượng bằng lửa. À. Mình trồng thử bằng sơ dừa nè. Dạ. Trồng thử bằng sơ dừa của nhà Mai Lan xong rồi về mình lấy sơ dừa mình trồng luôn nè. Đó mình trồng nè đó. Dạ. Bây giờ cái con nó đang ra nè, thì người ta chơi xong người ta dục mà người ta mua hoa về tết xong hoa tết đồ á, rồi người ta chưng hoặc là người ta làm khai trương hay gì đó cái người ta dục xong rồi chú rồi mình thấy về mình lụm về rồi mình trồng thôi chứ mình cũng không có làm gì nó. Trời ơi, quá đã luôn. Bởi vì cái thằng nào mà nó hư thì mình bỏ đã to bằng bàn tay luôn. Hôm trước Thiện có đăng một cái clip nói là tại sao cùng một chế độ dinh dưỡng, cùng một vườn lan mà cây có bông, cây không có bông. Đây. Nó ra, nó giống như là nó không có hợp cái chỗ đó. Bây giờ mình đang đổi chỗ khác rồi nè. Hôm bữa treo nó ở góc đó, giờ đang treo lên góc này để coi nó ra bông sao nè. Em thấy có một điểm đặc biệt. Đây mọi người. Cái này gọi là long não. Mình bỏ trong cái bình. Bây giờ mình sẽ lắng nghe chú chia sẻ tại sao mình lại làm phương pháp này. Cái này là mình làm mình thấy là cũng có người ta chia sẻ. Dạ. Trên hội nhóm rồi mình lấy mình thử. Dạ. Coi nó có hiệu quả không thì mình thử nay được 3 năm rồi mình thấy nó rất là hiệu quả đối với cái vườn mình nha. Dạ. Còn những cái vườn khác thì mình không biết làm sao. Cái con mà ruồi vàng á, cái con mà ruồi mà để đục bông á. Dạ. Là gần như là không có. Không có luôn, không có xuất hiện trong vườn không luôn. Xuất hiện trong vườn của mình luôn. Dạ. Vừa rồi mình đã cùng dạo quanh vườn và ngắm những dòng lan đang có tại vườn chú. Bây giờ sẽ đến phần 2, đó là phần chú chỗ tài tách âm một chậu lan. Bây giờ mọi người cùng chờ đón xem phần 2 nhé.